Kính chào quý vị đang xem kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Quý vị thân mến, chuyện rửa bát tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách làm đúng. Đặc biệt là một số thói quen sai lầm khi rửa bát vô tình sẽ làm gia tăng lượng vi khuẩn bám lại. Khi bạn tiếp tục sử dụng những bộ bát đũa đó thì vi khuẩn sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Sau đây là 10 sai lầm khi rửa bát mà bạn cần sửa ngay để phòng tránh vi khuẩn tích tụ gây hại cho cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu quý vị nhé! 10 sai lầm khi rửa chén bát chỉ làm tăng thêm vi khuẩn. 1. Không giặt giẻ rửa bát sau khi rửa xong. Trong nhà bếp, thứ được coi là bẩn nhất chính là giẻ rửa bát. Có khoảng 10 triệu vi khuẩn trên mỗi mét vuông với miếng giẻ bằng mút và khoảng 1 triệu con nếu là miếng giẻ bằng vải. Trong số này có vi khuẩn E. coli và Salmonella, loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở nên độc hại. Những vi khuẩn này có thể bám vào bát đĩa, qua thức ăn và truyền sang cơ thể gây bệnh. Khi chúng ta sử dụng miếng giẻ bẩn là đã lây nhiễm chéo vi khuẩn trong bếp. Để giữ vệ sinh, mỗi khi rửa bát đĩa xong, chiếc giẻ phải được giặt lại thật kỹ bằng tay, sau đó treo ở nơi thoáng khí để khô tự nhiên. Giẻ rửa bát càng sử dụng lâu sẽ càng có nhiều vi khuẩn. Nếu có điều kiện, sau khi giặt sạch sẽ, cho giẻ vào lò vi sóng 1 đến 2 phút. Thao tác này sẽ làm giảm độ ẩm của miếng giẻ cũng như giết chết vi khuẩn sống. Không nên dùng giẻ rửa bát từ sợi hóa học hoặc bằng thép, bởi trong quá trình cọ rửa, những sợi thép mỏng và sợi hóa học rất dễ bong ra ngoài và dính vào thức ăn. Khi đã xâm nhập vào cơ thể, những thành phần này rất khó tiêu hóa, dễ gây ra một số bệnh đường ruột. Còn đối với giẻ rửa bát thì nên chọn loại 100% sợi gỗ hoặc là từ sợi tự nhiên, không pha tạp bất kỳ thành phần hóa học nào. Loại này thấm hút tốt, không bám mỡ khi rửa, lại dễ dàng lau chùi rửa sạch các vết bẩn bám trên bát đĩa nhà bếp. 2. Ngâm bát đĩa trong bồn rửa. Nhiều gia đình khi ăn xong thường xuyên ngâm bát trong bồn, chờ mọi người ăn xong rồi cùng nhau rửa, hoặc ngâm bát đĩa lúc nào gần ăn bữa kế tiếp sẽ rửa. Tuy nhiên, hành động này đang nuôi dưỡng một ổ vi khuẩn. Bát đĩa để càng lâu thì càng khó rửa, đặc biệt là vào mùa hè. Nếu để đến bữa kế tiếp mới rửa bát, dư lượng thực phẩm đã lên men sẽ sản sinh ra mùi hôi. Nghiên cứu phát hiện, cứ 1 đến 5 gram thịt cá, cơm, rau được đặt trong cái bát chứa đầy nước ở nhiệt độ phòng trong vòng 10 tiếng, số lượng vi khuẩn trong bát tự nhiên tăng lên 70.000 lần. Một khi lượng vi khuẩn bám vào bát đĩa, ngay cả được làm sạch bằng dung dịch rửa chén bát, vẫn sẽ có một lượng vi khuẩn còn sót lại trên bát đĩa. Vì vậy, sau khi ăn xong, bạn nên chủ động rửa bát đĩa ngay để ngăn ngừa vi khuẩn bám lại lâu trên bát đĩa ăn cơm của nhà mình. 3. Đổ nước rửa chén trực tiếp lên chén đĩa. Nhiều người nghĩ rằng đổ trực tiếp dung dịch nước rửa chén đậm đặc lên chén đĩa thì hiệu quả tẩy rửa sẽ cao hơn. Đúng là như vậy. Song các nhà nghiên cứu khuyến cáo không nên đổ nước tẩy rửa trực tiếp lên dụng cụ đựng thức ăn. Bởi làm như vậy vừa lãng phí mà khả năng sau khi tráng lại bằng nước sạch, lượng hóa chất còn sót lại trên bề mặt chén đĩa nhiều. Khi được tái sử dụng để đựng đồ ăn, các hóa chất còn sót lại trong đó sẽ thôi ra đồ ăn, đi vào cơ thể người, về lâu dài sẽ gây bệnh. Vì thế lời khuyên cho mọi người khi dùng nước rửa chén, hãy dùng một chiếc khay riêng, hòa một ít dung dịch vào nước, khuấy đều cho sủi bong bóng lên rồi mới sử dụng. Hoặc có thể cho nước rửa chén vào miếng rửa đã thấm nước, vò cho lên bọt rồi mới dùng để cọ rửa. 4. Dùng đũa lâu ngày không thay. Nhiều người cho rằng chỉ khi nào đũa mốc hoặc mủn thì mới nên thay. Nhưng thật sự không phải như vậy, bởi đũa cũng có hạn sử dụng. Và nếu quá hạn thì chúng chính là sát thủ vô hình đe dọa tới sức khỏe của con người. Với những đồ đũa đã sử dụng quá lâu, chất lượng kém, thường có bề mặt không trơn láng. Đây chính là nơi thức ăn dễ bám vào. Nếu vệ sinh không sạch sẽ khiến vi trùng, nấm mốc phát triển. Hậu quả là gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy. Ngoài ra, một số nấm mốc nhiễm vào đũa có thể sinh độc tố aflatoxin rất độc hại, là nguyên nhân gây ung thư gan.
để loại bỏ những nguy cơ trên, trước khi rửa nên ngâm đũa với chất tẩy rửa 1 đến 2 phút, sau đó rửa sạch lại dưới vòi nước. Bước tiếp theo là cho đũa vào một nồi nước và đun sôi trong nửa giờ. Thao tác này sẽ loại sạch được những vi khuẩn gây hại có trong đũa. Cuối cùng là đặt đũa vào nơi khô thoáng và có gió tự nhiên. Cách làm này cũng được áp dụng với đũa mới mua về. Với đũa tre và đũa gỗ thì thời gian sử dụng chỉ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Những loại đũa bằng kim loại thì tuổi đời kéo dài hơn. Sau khoảng thời gian này, màu đũa có thể sẽ chuyển sang màu đậm hoặc nhạt dần do tần suất sử dụng. Một khi màu sắc đã thay đổi thì vật liệu chắc chắn cũng bị thay đổi. Đồng nghĩa với việc mức độ an toàn đã giảm và cần phải thay bằng những đôi đũa khác. Nếu trên bề mặt những đôi đũa tre, đũa gỗ xuất hiện các chấm đen, điều đó chứng tỏ chúng đã bị nhiễm khuẩn, hãy bỏ ngay lập tức. Nếu thấy đũa có vị chua rõ rệt, cũng đừng tiếc rẻ mà giữ lại, bởi chúng đã nhiễm bẩn. 5. Chỉ dùng duy nhất một thớt. Nhiều gia đình vẫn có thói quen dùng chung một cái thớt duy nhất cho tất cả các bước nấu ăn. Sau khi cắt thịt cá sống, thường rửa sơ, sau đó cắt rau củ và thậm chí là thức ăn đã được nấu chín. Theo các chuyên gia thì việc làm này vô cùng nguy hiểm bởi các loại thức ăn sống như thịt cá đều chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng. Nếu dùng một cái thớt để cắt cả thực phẩm sống lẫn chín, những vi khuẩn này dễ dàng bám vào thức ăn, rất dễ gây ra ngộ độc và các bệnh về đường tiêu hóa. Biết được điều này, thay vì mua hai cái thớt riêng biệt, để tiết kiệm, nhiều gia đình dùng chung một lúc hai mặt thớt. Mặt này thái thực phẩm sống, mặt kia cắt thức ăn chín. Trên thực tế, mặt phẳng dùng để kê thớt như kệ bếp, nền nhà thường là nguồn nhiễm bẩn. Khi đặt mặt thớt xuống, vi khuẩn cũng đã bám vào mặt dưới của thớt. Vì thế mỗi gia đình nên có hai chiếc thớt, một chế biến đồ sống và một chế biến đồ chín. 6. Mua nước rửa chén trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nhìn chung tất cả sản phẩm tẩy rửa đều có hóa chất độc hại, nhưng nếu so ra thì các sản phẩm tẩy rửa trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại cho con người hơn. Lý do là các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng nên có thể chứa chất độc hại, không được phép sử dụng. Hơn nữa do được pha chế tùy tiện nên trong quá trình cộng gộp các chất với nhau có thể dẫn đến nhiều phản ứng hóa học phát sinh các độc tố khác. Nhiều người nghĩ rằng tác hại của hóa chất chỉ khiến da tay khô ráp hơn. Sau một số nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy, các chất độc hại trong dung dịch tẩy rửa có thể thẩm thấu qua da, xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp. Hệ quả là làm da mỏng đi. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ dẫn đến ung thư da và một số bệnh nguy hiểm khác. Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo, tốt nhất nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên hoặc tẩy rửa ở nhiệt độ cao, vừa tăng hiệu quả làm sạch, vừa an toàn cho sức khỏe con người. 7. Dùng nước tẩy để rửa các dụng cụ bị sứt mẻ. Chén, đĩa, hũ sứ bị nứt. Khi dùng nước tẩy để rửa sạch, khả năng hóa chất còn bám lại trên bề mặt bị sứt mẻ rất cao. Dù trắng lại bằng nước cũng khó sạch triệt để. Vì vậy, khi chén, đĩa bị sứt mẻ, tốt hơn hết là bỏ đi không dùng nữa. 8. Không phân loại bát đĩa khi rửa. Với những loại bát đĩa chứa nhiều dầu mỡ thì bạn không nên đặt chung vào nhau để rửa, bởi điều này sẽ làm tăng gấp đôi thời gian rửa bát. Cách rửa bát đúng là nên phân chia bát đĩa theo từng loại. Đầu tiên sẽ rửa với loại bát đĩa không có dầu mỡ trước, sau đó đến bát đĩa có dầu mỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên tách các loại bát đĩa đựng thịt sống và đĩa đựng rau củ quả riêng. Hãy rửa đồ chín trước rồi mới bắt đầu chuyển sang rửa đồ sống. 9. Không chờ bát đũa khô đã cất. Nhiều người khi rửa bát xong đều úp bát đĩa vào giá đựng bát. Tuy nhiên điều này sẽ khiến các vi khuẩn phát triển gây bệnh. Sau khi rửa bát đũa, nên để bát đũa khô, không nên dùng khăn lau, lau khô để tránh sự lan truyền của vi sinh vật. Các cuộc điều tra cho thấy số lượng vi khuẩn trong khăn lau bát rất cao, ước tính khoảng 500 tỷ con và hơn 20 loại vi khuẩn gây bệnh. Vì thế, việc dùng khăn lau bát thay vì phơi khô là hành vi sai lầm nghiêm trọng. Nếu sợ rằng nồi xoong rỉ sắt, sau khi rửa nên dùng giấy ăn dùng cho nhà bếp thấm khô nước. Ngoài ra, chú ý những đồ dùng như đũa, thớt dễ bị nấm mốc, sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư gan.
10. Dùng xà phòng, bột giặt để rửa chén. Hầu hết thành phần hóa học được sử dụng trong xà phòng đều mang độc tính nhiều hơn nước rửa chén, thậm chí có một số hóa chất gây ung thư. Khi dùng bột giặt để rửa dụng cụ đựng thức ăn, các hóa chất có thể sót lại trong quá trình rửa và tráng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra bệnh viêm gan, dạ dày, túi mật, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. Thông thường sau khi kết thúc bữa ăn, các chị em chỉ có thói quen là thu dọn và rửa bát đĩa mà quên mất một thứ vô cùng quan trọng, cũng cần được vệ sinh sạch sẽ, đó là chậu rửa bát. Chậu rửa bát nằm gần khu vực nấu bếp hàng ngày, chưa kể là mọi hoạt động trong nhà bếp như sơ chế, lau rửa thực phẩm đều cần đến sử dụng đến chậu rửa bát. Vì vậy, nếu không thường xuyên cọ rửa và vệ sinh, những vết bẩn, mảng bám hay là vi khuẩn tồn tại trong chậu rửa bát vô tình sẽ là nguyên nhân gây bệnh cho cả gia đình. Thay vì chỉ sử dụng xà phòng và nước để lau rửa chậu rửa bát, hãy áp dụng ngay 3 bước vệ sinh sau đây để giữ chậu rửa bát nhà bạn luôn sạch bóng, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bước 1. Dọn dẹp sạch rác trong chậu rửa. Nhiều người thường có thói quen bỏ luôn rác vào bồn rửa. Điều này dễ gây nên tình trạng ứ đọng. Nước trong bồn rửa khó thoát xuống cống được do lượng rác quá nhiều. Vì vậy, việc đầu tiên trước khi muốn vệ sinh chậu rửa bát, bạn cần phải đổ hết rác thải và cặn bẩn trong rổ đựng rác của chậu rửa, kể cả những thứ rác nhỏ bám xung quanh chậu. Sau đó, sử dụng bàn chải đánh răng cọ rửa sạch những cặn bẩn bám trên rổ rác. Bước 2. Cọ rửa chậu và thành chậu. Dù làm bằng chất liệu gì, inox hay sứ thì thường xuyên cọ rửa chậu rửa bát vẫn là việc hết sức cần thiết. Tuy nhiên, chỉ cọ rửa bằng nước sạch và xà phòng thôi chưa đủ để có thể đánh bật mọi vết bẩn và vi khuẩn trong chậu rửa. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng thêm miếng bọt biển hoặc miếng rửa bát làm từ sợi giáp. Kết hợp miếng bọt biển cùng với nước rửa chén, xà phòng hay là chất tẩy rửa chuyên dụng cho bồn rửa inox hay chất liệu inox, sau đó chỉ cần đánh sạch các vùng bị bám bẩn. Đối với những ngóc ngách khó rửa, bạn có thể dùng bàn chải đánh răng cọ kỹ để vết bẩn biến mất. Đừng quên cọ rửa cả vòi nước, tay cầm hay những vị trí khác nữa nhé. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng giấm trắng để tẩy rửa những vết cặn vàng cứng đầu bằng cách tẩm giấm trắng vào giấy vệ sinh hoặc chiếc khăn mềm mỏng, rồi đặt quanh những khu vực cần làm sạch trong 1 đến 2 tiếng. Những vết bẩn cứng đầu sẽ không cánh mà bay nhanh chóng. Nếu nhà có rượu trắng, hãy sử dụng kết hợp với chanh và rượu để loại bỏ những vết rỉ sét lâu ngày. Để hỗn hợp trên bề mặt bồn rửa trong vài giờ thì những vết bẩn khó làm sạch nhất cũng phải chịu thua. Bước 3. Khử trùng và thông cống chậu rửa. Sau khi đã cọ rửa sạch sẽ chậu rửa với các cách trên, việc quan trọng không kém đó chính là thông tắc cống cho chậu rửa. Để tránh tình trạng tắc hay nghẹt cống, hãy rắc một lượng vừa đủ bột baking soda, muối nở vào bồn rửa, đặc biệt là cống thoát nước. Sau từ 5 đến 10 phút, bạn đổ nước sôi vào cống thoát nước và toàn bộ chậu rửa. Cống sẽ không còn tắc, mùi hôi không còn nữa, mà chậu rửa đã được khử trùng sạch sẽ, sáng bóng. Ngày nay chúng ta thấy vô số những người xung quanh mắc các bệnh nguy hiểm như án tử treo trên đầu. Nguyên nhân có lẽ một phần xuất phát từ những thói quen tưởng chừng rất đơn giản như là rửa chén bát hàng ngày. Vì vậy, nếu những việc nhỏ mà không làm đúng cách thì cũng vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Hãy thận trọng quý vị nhé! Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.